Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ mở đầu chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vẫn còn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, rác ùn ứ chưa được thu gom ở một số địa phương. Rét đậm, nhiều địa phương băng giá bao phủ. Việc chủ động phòng chống rét cho người và vật nuôi là hết sức cần thiết. Ngay sau Tết, chợ phiên Bắc Hà đã nhộn nhịp người mua và thu hút đông đảo du khách thập phương. Lào lọt vào danh sách 10 quốc gia là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 03 ngày 27 tháng 1 năm 2023, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm theo các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là nghị quyết số 01 NQCP ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chủ đề của năm 2023, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, 100% dữ liệu cơ bản tạo nền tảng cho chính quyền số của tỉnh được hoàn thành và chia sẻ. Cụ thể, 100% các cơ quan nhà nước thiết lập bộ phận phụ trách về dữ liệu, 100% dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trừ dữ liệu mật được chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh. 95% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành được lưu trữ trên kho dữ liệu số của tỉnh. Phấn đấu kinh tế dữ liệu đóng góp ít nhất 0,5% vào GDP của tỉnh. Lộ trình xây dựng dữ liệu số trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo có tính kế thừa, khai thác hiệu quả và được chia thành 3 giai đoạn cụ thể, gồm số hóa và phát triển phần mềm chuyên ngành, phát triển dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở, khai thác dữ liệu. Sáng ngày 29 tháng 1, tại trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã trao trả tài sản cho người dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đánh rơi. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 1, sau khi làm nhiệm vụ về tại quán ăn trên đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, thiếu tá Phùng Văn Yên, cán bộ thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tổ công tác nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền mặt. Thiếu tá Yên đã thông báo cho mọi người có mặt trong quán ăn nhưng không có ai đánh rơi. Sau đó anh Yên đã đăng lên mạng xã hội Zalo cá nhân tìm chủ nhân tài sản bị mất. Đến sáng ngày 29 tháng 1, anh Lê Việt Hùng, trú tại phường Kim Tân, đã liên lạc với anh Yên để nhận lại tài sản. Hành động đẹp của thiếu tá Phùng Văn Yên trong những ngày đầu năm mới nhận được sự động viên khen ngợi của người dân cũng như đồng nghiệp. Sau 14 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 30 tháng 1, học sinh các cấp của Lào Cai sẽ đi học trở lại theo kế hoạch. Trước Tết, ngành giáo dục đã cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh an toàn trên không gian mạng, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo và vật liệu nổ, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ngay khi học sinh trở lại trường, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể tại địa phương, phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ngay từ những ngày đầu đi học.
Những ngày đầu năm tại nhiều khu dân cư, tình trạng rác thải ùn ứ tập kết khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan phố phường, thôn xóm lại xuất hiện. Lượng rác sau Tết nhiều nhưng các đơn vị môi trường chưa xử lý kịp. Mặt khác, người dân tập kết rác không đúng nơi quy định đã và đang khiến cho công tác thu gom gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên tại một số địa phương trong tỉnh. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận trên quốc lộ 4E, đoạn chạy qua thôn Phú Hùng, thôn Hoàn Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai vào ngày 28 tháng 1. Rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, ngổn ngang tập kết ven đường gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan. Mọi người họp chợ là ý thức rất là kém, rác rời là vứt linh tinh, cứ đổ sang đống bên kia nhà em, cứ tuần này em sang đốt một lần, chứ rác thì không phải rác nhà em. Về môi trường ấy thì có rác kia, thải kia thì là quá bẩn luôn mà rất ô nhiễm nên hôi hám luôn. Đấy thì bây giờ làm sao mà các ban ngành cố gắng làm sao mà xử lý cái rác thải. Theo ghi nhận của phóng viên ở nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ hay các tuyến đường nông thôn sau Tết, rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi không khó bắt gặp. Dù đơn vị vệ sinh môi trường đã tăng cường thêm nhân lực để thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn không chấp hành việc tập kết rác đúng nơi quy định. Dân thì thải ra nhiều nên là mọi chỗ, mọi nơi chỗ nào cũng có thể vứt được. Cứ có những cái nơi kín với để xe rác để đâu là họ cứ mang đến để rất chi là nhiều. Bừa bãi. Đôi khi mà nhìn thấy người ta rồi nhưng mà cũng không nói được. Trong thời gian vừa qua thì cái lượng rác thải trên địa bàn thì cũng rất là nhiều, và cái công ty thu gom rác thải và đặc biệt là các tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã thì hoạt động cũng là tương đối là vất vả. Sau Tết tại khu vực đông dân cư, dù khối lượng rác thải lớn song đã được thu gom xử lý khá hiệu quả, song vẫn còn có địa bàn để xảy ra tình trạng rác thải vứt bừa bãi, ùn ứ. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình, từ người dân cần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác theo quy định, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Nhiều du khách đến với Y Tý Bát Sát dịp này đã có những trải nghiệm thú vị với cái lạnh đặc trưng và băng giá huyền ảo. Ngày 28-29 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng Quý Mão, Y Tý mờ ảo bởi sương mù và nhiệt độ giảm thấp, chỉ còn 3-4 độ C. Trên đỉnh Lào Thần xuất hiện băng giá trắng xóa. Nhiều du khách thích thú khi được trải nghiệm khung cảnh mờ ảo và băng giá tại đây trong những ngày đầu xuân mới. Từ mùng 1 Tết đến mùng 8 tháng Giêng, Y Tý đón khoảng 4.300 lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 400 khách leo núi. Chính quyền địa phương chỉ đạo các homestay trên địa bàn chủ động phương án đón khách, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trước và sau Tết Nguyên đán, Lào Cai liên tục chịu các đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm rét hại, đặc biệt ở các vùng núi cao. Để chủ động bảo vệ cây trồng vật nuôi, nhất là đảm bảo cho vụ xuân thắng lợi, bà con nông dân tại các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Gieo 9 cân thóc giống sánh củ. Diện tích mạ của gia đình anh Phan Văn Mười ở thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim đã lên xanh tốt. Chỉ ít ngày nữa có thể đem đi cấy. Để có những cây mạ khỏe mạnh như thế này, anh Mười đã có sự chuẩn bị chăm sóc chu đáo từ khâu làm đất, ủ thóc giống và nhất là thực hiện các giải pháp để phòng chống rét. Tôi gieo từ cái hôm 16 tháng 12 thì tôi cảm thấy thời tiết không đảm bảo, tôi lấy bi lông về phủ cho nó an toàn, chống chim này, chống chuột này, chống xương này. Trước khi cấy mình tháo bi lông ra tầm một tuần mình mới nhổ, dỡ ra mình nhổ luôn là sẽ chết. Vụ xuân năm nay, xã Quang Kim cấy gần 90 hecta lúa. Để đảm bảo khung thời vụ, cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nhân dân các kỹ thuật phòng chống rét, sâu bệnh hại mạ và khẩn trương thu hoạch hết cây màu để hoàn tất khâu làm đất cấy lúa. Cán bộ hướng dẫn ủ ấm cho mạ thì trước khi gieo mình rắc ro, dùng bạt ni lông để che. Mạ đang lên rồi, cũng ra kiểm tra thường xuyên để giữ nước dưới chân mạ. Bố trí mạ được tốt rồi thì là cái khâu vận động bà con là thu nhanh cái cây diện tích cây vụ đông và trong đó thu đến đâu làm đất đến đấy để làm sao là ấm lên một cái là chúng ta có thể là cấy được hết cái diện tích lúa năm 2023 của toàn xã. Ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, người dân vùng cao Lào Cai cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn gia súc.
thay bằng chăn thả, gia súc đã được nuôi nhốt. Ngoài cỏ, bổ sung thêm cám, bột ngô và nước muối để giữ ấm, tăng sức đề kháng cho châu bò. Rét thế này không dám thả châu bò tự đi kiếm ăn. Nhà lúc nào cũng dự trữ đầy cỏ voi, không để nó bị đói. Cho nó ra ngoài ăn một lúc, lại lùa vào chuồng. Hôm nào rét quá thì phải đốt củi sưởi ấm cho châu bò. Chủ động phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho người, nhất là người già và trẻ nhỏ, là nhiệm vụ quan trọng hiện nay ở các địa phương, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do rét hại gây ra. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 7 tháng Giêng, xã Triềng Ken, huyện Văn Bàn lại tổ chức lễ dâng hương đèn Ken. Lễ hội năm nay thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đền Ken, xã Triềng Ken, thờ mẫu Thượng Ngàn theo tín ngưỡng cổ truyền dân tộc và thờ ông Hoàng Long, người có công cai quản, vận động nhân dân trong vùng khai hoang, phát triển lúa nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Lễ hội Đền Ken được tổ chức với lễ dâng hương trang trọng, đúng nghi thức truyền thống. Các đại biểu, nhân dân trong vùng, du khách thập phương dâng lễ, thắp những nén hương thơm đến các cung, ban nhà đền, cùng cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Cùng ngày, xã Triềng Ken tổ chức lễ hội xuống đồng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, một năm mới no ấm hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại bến xe trung tâm Lào Cai, lượng khách đi lại tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ do các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có sự chủ động chuẩn bị tốt phương án phục vụ. Ngày 29 tháng 1, tại bến xe trung tâm có rất đông hành khách về xuôi, nhất là học sinh, sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, lượng khách từ các tỉnh miền xuôi lên Lào Cai năm nay cũng tăng khoảng 60-70% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, tại bến xe trung tâm có 110 lượt xe xuất bến. Các nhà xe cũng tăng cường hơn 20 xe để phục vụ khách trong ngày cao điểm. Cái việc mua vé online trước rất thuận tiện. Đến đây chúng em chỉ cần ra lấy vé và có thể lên xe luôn. Cái việc thanh toán cũng rất là nhanh chóng vì có thể chuyển khoản hoặc là dùng tiền mặt để thanh toán, rất thuận tiện cho việc lấy vé. Nhân viên thì hướng dẫn nhiệt tình và em được chỉ bảo là xe nào rồi hàng hóa sắp xếp như nào, ghế chỗ ngồi cẩn thận, chu đáo, tận tình. Để đảm bảo cho khách đi lại an toàn thuận tiện, Ban Quản lý Bến Xe Trung Tâm chỉ đạo các đơn vị vận tải tổ chức bán vé sớm, bán vé theo đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá, chậm chuyến, hủy chuyến, đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người lái, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hiện nay tại bến xe trung tâm có khoảng các doanh nghiệp đăng ký là khoảng 250 đầu xe khai thác tại bến xe trung tâm. Nhưng hiện nay thì thực tế hàng ngày thì mới đang xuất bến khoảng trên 100 chuyến xe một ngày. Như vậy là dư địa của cái việc phương tiện dự phòng và phục vụ cho cái việc tăng cao các cái ngày lễ hội đầu xuân là đảm bảo thỏa mãn được các cái nhu cầu tăng cao có thể đạt đến 100% lên. Như vậy thì các cái phương án mà chúng tôi đã triển khai cụ thể cũng như phối hợp với các doanh nghiệp là hiện nay đã đảm bảo đủ các yếu tố cần và đủ an toàn. Đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, các cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị vận tải chủ động phương án phục vụ, đảm bảo cho những chuyến xe an toàn, nhanh chóng và thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, chợ phiên Bắc Hà luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình trải nghiệm vùng đất cao nguyên trắng. Đặc biệt trong phiên chợ đầu tiên của xuân mới, đến với chợ phiên Bắc Hà, du khách có thể cảm nhận được những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao nơi đây. Lần đầu tiên đến chợ phiên Bắc Hà, lại đúng vào phiên đầu tiên của năm mới Quý Mão, bà Nguyễn Thị An Lợi rất ấn tượng với cảnh người bán, người mua tấp nập và những nét rất riêng của văn hóa vùng cao tại chợ. Cô cảm thấy là rất là sung sướng và hồi hộp nữa. Cô thấy cái nét văn hóa đặc sắc ở đây là nó đúng là nó có cái bản sắc dân tộc thật. Mỗi nơi nó có một cái khác. Tháng 5 này cô phải quay trở lại một lần nữa để hưởng mận Bắc Hà. Yêu thích những gian hàng thổ cẩm, nông sản, vật nuôi của địa phương và không khí người mua, kẻ bán tấp nập, nên đi chợ phiên Bắc Hà đã trở thành thói quen của chị Lương Thị Trâm nhiều năm qua. Đầu xuân năm mới tôi thích không khí nó vui vẻ, đầm ấm hơn. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bắc Hà đón 25.000 lượt du khách. Bên cạnh những lễ hội truyền thống,
thì chợ phiên Bắc Hà là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Bản thân người dân nơi đây cũng ý thức được giá trị đặc sắc của phiên chợ, cùng nhau giữ gìn và xây dựng thương hiệu chợ phiên Bắc Hà. Chợ phiên năm nay đông hơn chợ phiên năm ngoái nhiều. Chị thấy năm nay là, theo chị hôm nay bán hàng nó cũng được chạy hơn như năm ngoái. Chị cũng chẳng biết làm gì nhiều bán, chị làm một ít bánh dày, bánh trưng, bán tương ớt, rồi các thứ mỗi thứ một tí rồi để phục vụ khách. Tôi muốn là đi chợ mong ước là bán được hàng, gặp nhiều khách trò chuyện vui. Phiên chợ đầu tiên này thì mình cảm nhận được là rất là đông vui, nhiều khách du lịch, chủ yếu là khách người Việt mình. Qua cái phản hồi của khách thì mình thấy là người ta đánh giá cũng nói chung là vẫn giữ được cái bản sắc của vùng cao Bắc Hà. Chợ phiên đầu xuân là không gian văn hóa mang nét đẹp riêng của đồng bào vùng cao Lào Cai. Sự náo nức được thể hiện qua từng lời nói, nụ cười, từng sản vật tươi ngon và cả niềm tin vào một năm mới ấm no, hạnh phúc, an lành. Tiếp theo chương trình, du khách đổ về chợ Viềng tỉnh Nam Định để mua may bán rủi. Ở Bỉ, mùa giảm giá đã bắt đầu nhưng vẫn ảm đạm bởi đạp ăn. Thời điểm này vẫn chỉ là sầu riêng cháy vụ, sản lượng khan hiếm. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu lớn. Chính vì vậy, giá sầu riêng đang tăng cao kỷ lục. Theo một số nhà vườn trồng sầu riêng tại Cần Thơ, Tiền Giang, giá sầu riêng Ri 6 có lúc lên đến mức 140.000 đồng đến 160.000 đồng một kg. Hiện giá sầu riêng đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức 140 đến 150.000 đồng một kg tùy loại. Những vùng trồng có mã số xuất khẩu sang Trung Quốc giá tốt, cao hơn giá nhà vườn trồng bình thường. Dù sầu riêng Việt Nam mới chính thức được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022, nhưng lượng đơn hàng mà các nhà nhập khẩu Trung Quốc đặt hàng doanh nghiệp Việt lớn gấp đôi so với sản lượng cả nước. Đồng Tháp từng là tỉnh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp nhiều nhất. Nhưng cũng ngay tại nơi này xuất hiện ngày càng nhiều mô hình canh tác an toàn trên cây trồng, trong đó có cây xoài. Một số hộ trồng xoài đang tuân thủ nguyên tắc thuận thiên. Vì thuận thiên nên trong vườn không sử dụng bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Cỏ trong vườn được giữ nguyên, vừa giữ ẩm, vừa là nơi trú ngụ cho nhiều loại côn trùng. Mỗi vườn cũng nuôi thêm hàng trăm con gà như là cách để tạo nên sự cân bằng sinh thái. Thay đổi thói quen của nông dân dù nhỏ cũng là không dễ, thay đổi thói quen canh tác lại càng khó hơn. Những thay đổi đó là hoàn toàn có thể, bởi chỉ có sản xuất sạch thì tăng tính cạnh tranh cho nông sản, đảm bảo sức khỏe cho nông dân, gia tăng thu nhập và phát triển bền vững. Đến hẹn lại lên, năm nay vào đêm ngày mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, du khách từ khắp các tỉnh thành lân cận lại tấp nập kéo về chợ Viềng Nam Định để mua may bán rủi. Do tổ chức đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người dân và khách du lịch rất đông. Các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán đầy đủ các loại dụng cụ làm nông nghiệp như cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mùng. Du khách đến với chợ Viềng, ai cũng mong được mua lộc rước may về nhà. Thứ nhất là về lễ mẫu, thứ hai là về đất phụ bản để cầu may và mua một cây, đây là gọi là một cây may mắn, lấy tài lộc, để xanh tốt cho một năm. Năm nay không chỉ được tổ chức tại xã Trung Thành, chợ Viềng còn được tổ chức tại thị trấn Gôi và xã Kim Thái, kéo dài khoảng 7 km. Trong ánh đèn điện, tiếng mua bán lao xao, tiếng va chạm leng keng của các loại nông cụ tạo ra thanh âm đặc trưng của phiên chợ Viềng đầu xuân. Mỗi món đồ nhỏ mang tới niềm vui cho cả người bán và người mua, niềm vui cho năm mới bình an may mắn. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực lại leo thang giữa người Israel và Palestine, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi hai bên cần kiềm chế và tránh căng thẳng leo thang. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng lên án những vụ tấn công xảy ra trong tuần ở Jerusalem và yêu cầu phía Israel chỉ sử dụng vũ lực sát thương là phương sách cuối cùng. Bộ Ngoại giao Đức cũng chỉ trích vụ tấn công, đồng thời kêu gọi người Israel và Palestine đối thoại. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cảnh báo tình hình căng thẳng giữa người Palestine và Israel sẽ còn leo thang hơn nữa sau vụ tấn công giáo đường Do Thái ở Jerusalem.
Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã khuyến cáo công dân nước này đang ở Thổ Nhĩ Kỳ cần tránh những đám đông và các cuộc biểu tình. Thông báo Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhấn mạnh, những công dân nước này đang ở Thổ Nhĩ Kỳ cần cập nhật diễn biến tình hình hiện nay, tránh đám đông cũng như các cuộc tuần hành. Thông báo cũng cho biết hoạt động tuần hành có thể tiếp diễn bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại Ankara cũng như Tổng lãnh sự quán Istanbul trong những ngày tới. Quan hệ giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi sau hành động đốt kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ của một chính trị gia cực hữu người Đan Mạch. Ankara đã quyết định đình chỉ đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về đơn xin gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu này. Italia và Libya đã ký thỏa thuận hợp tác năng lượng trị giá 8 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường nguồn cung năng lượng cho châu Âu. Thỏa thuận được ký kết nhân chuyến công du quốc gia Bắc Phi của Thủ tướng Italia. Thủ tướng Italia và người đồng cấp bên phía Libya đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa tập đoàn năng lượng hai nước với mục tiêu tăng cường lượng khí đốt xuất khẩu của quốc gia Bắc Phi tới châu Âu thông qua việc phát triển và khai thác hai mỏ dầu khí ngoài khơi. Dự kiến việc vận chuyển khí đốt sẽ bắt đầu vào năm 2026 và có thể đạt trung bình hơn 20 triệu mét khối một ngày. Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya cho biết thỏa thuận sẽ có thời hạn 25 năm, khẳng định đây là khoản đầu tư mới quan trọng nhất với lĩnh vực năng lượng của quốc gia Bắc Phi trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận này có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột nội bộ ở Libya với các phe phái đối địch đang tranh giành quyền kiểm soát chính phủ. Như thông lệ hàng năm, mùa giảm giá mùa đông ở Bỉ bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài trong 4 tuần. Mặc dù giảm giá mạnh, nhưng lượng hàng quần áo mùa đông vẫn không bán chạy do thời tiết quá ôn hòa và sức mua chịu áp lực về lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Theo kết quả khảo sát từ Công đoàn Độc lập Trung tâm vùng Wallonie, Bruxelles, 60% số thương gia cho biết họ đã bị sụt giảm doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 77% sợ kết thúc đợt bán hàng này với kết quả thấp hơn năm 2022. Tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Bruxelles, tất cả các cửa hàng đều trưng biển giảm giá các mặt hàng. Đợt giảm giá mùa đông ở Bỉ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, tác động của lạm phát khiến cho sức mua giảm. Khách hàng xem hàng đông, nhưng họ không sẵn sàng rút ví để chi tiêu. Trang mạng du lịch của Australia vừa đưa Lào vào danh sách 10 quốc gia là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất trong năm 2023 trên thế giới. Bài báo cho biết, bất kỳ ai từng đến Lào đều biết rõ về những nét quyến rũ của đất nước này, từ vẻ đẹp văn hóa sâu lắng của Luang Prabang cho tới những cuộc phiêu lưu ở Vang Vieng và năng lượng trẻ trung của thủ đô Viêng Chăn. Bên cạnh đó còn là trải nghiệm ngồi trên những chiếc xe tải nhỏ, chạy trên những con đường quanh co, nhỏ hẹp, đồi núi nhấp nhô. Với tuyến đường sắt Bò Tèn Viêng Chăn đã được vận hành, nối thủ đô Viêng Chăn với biên giới phía bắc của nước này vào cuối năm 2021, khách du lịch sẽ thuận tiện hơn để tới các địa điểm du lịch như Vang Vieng, Luang Prabang. Du khách độc lập cũng có thể khám phá Lào một cách nhanh chóng và thoải mái. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các thiếu nữ dân tộc thiểu số Lào Cai lại nô nức đi hội. Những trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu tô điểm cho sắc xuân, không khí mùa lễ hội miền Sơn Cước thêm rộn rã tưng bừng. Một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với xã Chỉ Quang, huyện Bảo Thắng, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái giao tuyển, duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.
quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có suy yếu nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, vùng cao rét hại đến hại nặng. Ngày và đêm nay, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, vùng cao rét hại đến hại nặng. Các địa phương trong tỉnh thời tiết rét đậm, rét hại bao trùm, vì vậy người dân cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại. Vùng núi có độ cao từ 2.300m trở lên để phòng băng giá xuất hiện gây hại. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét hại đến hại nặng, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, gió tây nam cấp 2, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 5 đến 11 độ, độ ẩm trung bình 95%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, gió nam cấp 2, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét hại đến hại nặng, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 90%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.